gặp đội tuyển Ngọc Hà. Vẫn đây sẽ hứa là một trận đấu cũng khá là hấp dẫn. Đội tuyển Ngọc Hà đã sở hữu một đội hình vô cùng mạnh với rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng. Chất là thứ tư hôm nay là giữa đội Tiên Bảo với tay phải trọng tài đối Ba Hàng với tay trái của trọng tài chính. Xin được bắt đầu. Trường sân lúc này mọi ống kính đang dồn về cây công nổi tiếng nhất của huyện Sóc Sơn một thời. Vâng, đó là cây công Đá Minh Sơn. Chuyển nhượng mới nhất chúng tôi vừa nhận được thì đội tuyển Ba Hàng một vừa rồi đã ký hợp đồng thành công với một cầu thủ người Nhật, anh chuyên ở vị trí phụ công và phòng thủ. Và từ khi nhập tịch vào đội tuyển Ba Hàng một thì anh đổi tên thành Lakita Xuân Quỳnh. Chắn bóng ra ngoài, điểm kiến tạo 2-1. Vâng, đề nghị đội Ngọc Hà khởi động trên lưới để cống hiến cho khán giả những pha đập mà cháy sân được. Ba Hàng đưa bóng hỏng, điểm kiến tạo 3-1. Vâng, vôi còi của trọng tài chính đã vang lên và xin mời các cầu thủ vào sân thi đấu. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, đẹp điểm như là 4-1. Xin mời đội trưởng hai đội gặp trọng tài để làm thủ tục thi đấu. Vâng ạ, đã thay vì tung đồng xu thì trọng tài đã đưa ra hình thức là hai đội sẽ đánh một quả, đội nào thắng ghi điểm thì đội đó sẽ được nhận sân hoặc nhận bóng. Ba Hàng của bóng qua, điểm tiếp vào 5-1. Ba Hàng đưa bóng hỏng, điểm. Vâng, và sau trận thi đấu này thì chúng tôi sẽ xin phép được nghỉ buổi sáng ngày hôm nay, được nghỉ trưa và buổi chiều ngày hôm nay vào đúng 14 giờ. Xin mời các cầu thủ của các đội cùng với các vận động viên và các khán giả chúng ta lại tiếp tục tập trung tại sân để tiếp tục theo dõi những trận thi đấu vào buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay lập tức thì pha bóng đã được định đoạt các cầu thủ. Điểm cho Việt Long 7-1. 1-0 ạ. Vâng, trận thi đấu ngay lập tức đã được tính điểm 1-0 cho các thủ Ba Hàng 1. Ba Hàng đứng bóng hồng, điểm tiếp tiên thảo 8-1. Tiếp tạo đập bóng đẹp, rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của cầu thủ Ngọc Hà, điểm cho Ba Hàng 1-2-0. Ở xếp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ Ba Hàng 1 thi đấu ở phần sân bên phía tay trái trọng tài chính và các cầu thủ Ngọc Hà thi đấu ở phần sân bên phía tay phải trọng tài chính.
Và trọng tài điều khiển trận đấu này là trọng tài cấp quốc gia. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Ngọc Hà là ông Phạm Văn Định, một người huấn luyện viên vô cùng nổi tiếng. Vừa rồi là một pha tấn công rất uy lực của các thủ Ngọc Hà. Điểm cho Ngọc Hà 1-2, 11. Chặt bóng đẹp, điểm thứ 3, 20. Trọng tài đã xác định pha tấn công, pha chặt bóng vừa rồi của các thủ Ngọc Hà đã chạm lưới. Điểm cho Ba Hàng, 3-1. Trọng tài đã xác định pha bóng rồi, điểm số thuộc về các thủ Ngọc Hà, 2-3. Tiến tả được bóng ra ngoài, điểm ra. Phát bóng ra điểm trực tiếp, điểm cho các thủ Ngọc Hà, 3-0. Rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của cầu thủ Ngọc Hà. Điểm cho Ba Hàng 1-4-3. Cầu thủ phát bóng của Ba Hàng là cầu thủ Xuân Thành. Cầu thủ Xuân Thành cũng xuất thân từ đội tuyển Ngọc Hà. Anh đã trưởng thành từ lò đào tạo bóng chuyền Ngọc Hà. Và trong thời gian gần đây thì vừa rồi là một pha chắn bóng thành công, điểm cho các thủ Ngọc Hà, 4-0. Và trong mùa bóng gần đây thì ban lãnh đạo của tập đoàn bóng chuyền Ba Hàng đã quyết định chuyển nhượng thành công cầu thủ Xuân Thành từ câu lạc bộ lò đào tạo Ngọc Hà trở về với Ba Hàng. Và anh đã đồng quân cho Ba Hàng suốt nhiều năm nay, nhưng tên tuổi của anh thì trong bóng chuyền vẫn chưa được đổi lắm. Vừa rồi một pha đánh bóng bằng tay trắng thành công của Kê Công Chính, kết quả đội bóng cũng qua. Điểm cho 40, 5-0. Cầu thủ Ngọc Sơn là một trong những lối cầu thủ đánh rất là đa dạng. Trọng tài đã xác định pha tấn công vừa rồi của Ba Hàng, bóng không qua lưới. Điểm cho Ngọc Hà, 6-5. Ba Hàng đỡ bóng hỏng, điểm cho tiến tạo 11-4. Rất cố gắng. Bỏ giỏ đẹp, điểm cho Tiên Tảo 12-4. Vâng ạ, vừa rồi là một pha phối hợp không thành công giữa cây chuyền 2 và cây công. Điểm cho Ba Hàng, 6-0. Bóng ra ngoài, điểm Tiên Tảo 13-4. Xếp bóng qua lưới, điểm cho Ba Hàng 5. Trọng tài đã bắt đầu kỹ thuật đối với các thủ Ba Hàng. Điểm cho Ngọc Hà 7-6. Hai đội vẫn đang ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. Tuy nhiên Ba Hàng đánh bóng ra ngoài, điểm cho Tiến Tảo 14. 5. Đánh bóng, đưa bóng ra ngoài sân. Xếp bóng ra ngoài, điểm cho Ba Hàng 6-14. 8-6. Vừa rồi xin cảm ơn nhà vệ binh của các cầu thủ Ba Hàng đã đứng sai vị trí. Ôi, bắt đầu.
nào ra đấy, gì, anh nào ra đấy. Gì của đâu chơi cái gì? Anh nào ra đấy? Rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của cây công chính bên phía Ngọc Hà. Bóng đá không qua lưới, điểm cho cầu thủ Ba Hàng. 7-8. Rất tiếc cho pha phòng thủ vừa rồi. Điểm cho cầu thủ Ngọc Hà. 9-7. Mặc dù trận đấu liên tiếp được ăn điểm dành cho hai đội, tuy nhiên vẫn chưa có một pha bóng đánh xuất đời. Tấn bóng ra ngoài. Điểm rất tuyệt đảo. 15-6. Bóng liên tiếp được chuyển đến vị trí thay người chính của cây cầu Minh Sơn lên thứ nhất. Ba nó bóng ngoài, điểm rất tiết đảo 16-6. Tiết đảo sẽ bóng ra ngoài. Điểm rất tuyệt đảo kêu bóng 76. Một pha đánh bóng bật tay trắng ra ngoài. Điểm cho cầu thủ Ngọc Hà 10-7. Hàng chắn của cầu thủ Ba Hàng cần phải hết sức chú ý với cây công nổi tiếng này. Cầu thủ trọng tài đã xác định pha bóng vừa rồi, các cầu thủ Ngọc Hà đã phạm lỗi kỹ thuật. Tiết tảo điểm cho Ba Hàng 8-16. Cố lên. Theo luật mới của bóng chuyền hơi, tiết tảo đánh bóng ra ngoài, điểm cho bóng rồi hợp lại. Điểm cho các cầu thủ Ngọc Hà 11-8. Ba Hàng sẽ bóng không qua lưới. Điểm cứ tiết tảo 17 đã xác định pha bóng rồi, bóng đi ra ngoài mà không chạm vào tay trắng của Ngọc Hà. Điểm cho Ngọc Hà 12-8. Và phát bóng rất uy lực, tuy nhiên không thể vượt qua được đôi tay của libero Lakita Xuân Quỳnh. Vừa rồi là ta xử lý bóng đi ra ngoài sân. Điểm cho Ngọc Hà 13-8. Cầu thủ Ba Hàng một có sự thay đổi người. Ba Hàng một bóng qua điểm. Tiếp tiết đảo 18-9. Cầu thủ Văn Liên ra ngoài sân và vào sân là cầu thủ Văn Hải với biệt danh là Báo Đen. Trọng tài đã xác định pha bóng rồi, điểm thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Với bóng theo tiết đảo 19-9. Rất tiếc cho pha bước một vừa rồi của cây chuyền hai ngoại biên là Nhật Lakita Xuân Quỳnh. Điểm sẽ tiết đảo 20-9. Đẹp bóng đẹp, điểm tiết đảo 21 sẽ thứ nhất. Tiết đảo thắng Ba Hàng 21-9 hai bên. Và pha bóng đầu tiên của Báo Đen. Trọng tài đã xác định pha bóng rồi, bóng đi ra ngoài sân. Điểm cho Ba Hàng 9-15. Lakita Xuân Quỳnh hình như có một vấn đề về tâm lý, anh đã phát bóng không qua lưới. Với áp lực mình là một cầu thủ ngoại binh người Nhật cho nên anh khá là run trong các pha phát bóng. Vừa rồi là một pha dọc nhảy lừa đối thủ nhưng mà không thành công. Rất cố gắng cho pha phòng thủ ở đâu nào. Một.
Rất tiếc pha bóng vừa rồi bóng không qua lưới, điểm cho cầu thủ Ba Hàng 10-16. Và từ khi vào sân thì cầu thủ Văn Hải báo đen rất khó chịu với pha phát bóng lá vàng rơi. Vâng ạ, các cầu thủ Hoàng Hà vừa rồi đã hoàn toàn bất ngờ, vẫn nghĩ rằng là pha bóng vừa rồi bóng đá rơi không qua lưới. Đặt bóng vừa qua của Nguyễn Tư Tảo 3-1-16. Đội Ba Hàng xin thay người quanh cổ áo ra. Phòng thủ không thành công, điểm cho Ba Hàng 12-16. Một pha đập bóng nó ra ngoài, bật tay trắng ra ngoài, vô cùng đẹp mắt. Điểm cho Ba Hàng 17-12. Đỡ bó hòn điểm cho Tiến Tảo 5-0. Và đập bóng đầu tiên của Báo Đen, tuy nhiên không thể vượt qua được hàng phòng thủ của Ngọc Hà. Và điểm cho Ba Hàng 13-17. Tiến Tảo bỏ bóng qua để ra 1-5. Có thể nói rằng đội hình của Ba Hàng 1 đang khá là mạnh, với hai cây công chính ở vị trí số 2 là Báo Đen. Chắn mới ra địa là vị trí cây công chính, sau đó là cây công Văn Thìn với biệt danh là Dân Đen. Đúng là lợi thế chiều cao của bộ môn bóng chuyền là vô cùng quan trọng. Vừa rồi thì với chiều cao của mình thì cầu thủ Minh Sơn đã thực hiện thành công pha bóng. Rất tiếc cho Báo Đen với pha bóng vừa rồi, bóng đá không qua lưới. Nhưng cũng phải nói rằng trước đó một pha chuyền không được thuận lợi cho lắm. Ba bóng qua, 18-13. 6-2. Phát bóng rất khó chịu. Là người ta Xuân Quỳnh trong những phút vừa rồi có thể hơi tâm lý một chút. Trọng tài đã xác định bóng trong sân, điểm cho Ngọc Hà 19-13. Ba cái bóng vừa qua điểm trước Tiên Đảo 7-2. Trận bóng đẹp để ra 3-7. Trận được 2 quả đấy. Một pha tập kết cả với bóng ra ngoài. Điểm 3 trong 4-7. Xác định pha bóng vừa rồi, cây chuyền hay của Ngọc Hà, xin lỗi, của Ba Hàng đã để tay chạm lưới, điểm cho Ngọc Hà 20-13. Từ đầu trận đấu thì vừa rồi chúng ta đã được mãn nhãn với pha đập bóng có thể nói rằng trái sân. Đánh bóng lọt chắn và điểm số này có đó thuộc về đến thủ Ngọc Hà với pha đập bóng lọt chắn rất là tuyệt vời của cây công nổi tiếng của Ngọc Hà, đó là cây công Minh Sơn. Hai đội đổi sân và để chuẩn bị thi đấu trận đấu thứ hai. Và từ khi vào sân thì cầu thủ Văn Hải của Ba Hàng 1 với biệt danh là Báo Đen vẫn chưa thể ghi được. Đợt bóng đẹp, điểm Tiến Tảo 8-2 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở trận thi đấu thứ hai thì các cầu thủ Ba Hàng 1 thi đấu phần sân bên phía tay phải trong tài chính, và các cầu thủ Ngọc Hà thi đấu ở phần sân bên phía tay trái trong tài chính. Và trọng tài điều khiển trận đấu là trọng tài cấp quốc gia. Rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của Xuân Thành, bóng không qua lưới, điểm cho Ngọc Hà 1-0. Rất tiếc cho cây công Xuân Thị
Trên đường Phật Thìn với biệt danh là Rồng Đen, anh sở hữu những pha đập bóng cũng khá là trái hướng. Tiến đạo bóng đẹp, điểm 95. Đập bóng bật tay chắn ra ngoài, điểm cho cầu thủ Ngọc Hà 3-0. Có thể nói rằng cây công Minh Sơn của Ngọc Hà là một cây công có lối đánh vô cùng đa dạng và kỹ thuật rất là cao. Đánh đấu với một đẳng cấp khác hơn. Tỷ số trên sân lúc này đang là đối phương đang nghiêng về đẹp của Ngọc Hà 15. Thì rằng ở thời điểm này thì không còn là thời điểm điểm rơi phong độ của cầu thủ Minh Sơn nữa. Tuy nhiên anh vẫn sở hữu một lối đánh cực kỳ phong phú đa dạng và những cú đập vẫn rất uy lực. Lại là một pha nhảy một chân. Trọng tài đã xác định pha bóng vừa rồi. Các cột hàng chắn của Ba Hàng đã chạm tới bóng rung sang điểm quang 60. Điểm cho cầu thủ Ngọc Hà 5-0. Ba đội bóng qua điểm thế giới đảo 11-6. Rất tiếc cho pha đập bóng rất uy lực vừa rồi của Minh Sơn, tuy nhiên bóng không qua lưới. Điểm cho Ba Hàng 1-5. Ba Hàng cố lên. Hết tài của Văn Hoài để bao 71. Đúng là những cầu thủ được trưởng thành từ lò đào tạo Ngọc Hà luôn có một vóc dáng riêng. Cầu thủ Xuân Thành cũng vậy, anh cũng sở hữu những cú phát bóng rất là trời sáng. Và pha phát bóng vừa rồi cũng là một trong những pha phát bóng kiểu mẫu vô cùng khó chịu của cầu thủ Ngọc Hà, được mệnh danh là quốc pháo chồng lên nhau, tức là 12-7. Vâng, anh Xuân Thành vừa rồi đã thể hiện một đẳng cấp hai tay như một, tuy nhiên chưa thể ghi điểm. Một pha đánh bóng vô cùng đẹp mắt của Báo Đen vừa rồi đã ghi điểm số đầu tiên cho mình, điểm cho Ba Hàng 2-6. Ba Hàng đội bóng ra ngoài, xử lý cả 13-7. Điểm cho Ba Hàng 3-6. Rất cố gắng cứu bóng. Tiếp giả đội bóng đẹp, điểm như là 14-7. Rất tiếc cho pha phối hợp vừa rồi của cầu thủ Ngọc Hà không thành công, điểm cho Ba Hàng 6. Chúng ta đã xác định pha bóng vừa rồi ra ngoài sân. Điểm là cho Ba Hàng 5-6. Và khoảng cách điểm giữa hai đội chỉ còn là 1 điểm mà thôi. Cầu lên cầu thủ Ba Hàng. Rất cố gắng đưa bóng. Một pha bóng tưởng chừng rất đơn giản nhưng đã đem về điểm số tiếp theo cho các cầu thủ Ba Hàng. Điểm số kia đã bóng đẹp 6-7. Dường như những phút vừa qua thì Báo Đen đã lấy được thăng bằng. Một pha xử lý bước một không thành công, điểm cho cầu thủ Ngọc Hà 7-6.
phát bóng cực kỳ khó chịu. Tiếp giờ đội bóng không qua điểm 16-9. Rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi có phần hơi chủ quan. Còn điểm cho ra ngoài được là 8-6. Vâng, đó là một pha phát bóng trộm nhìn nhau của Rivero bên phía Ngọc Hà. Vâng, điểm cho các cầu thủ Ba Hàng, 7-8. Đẹp điểm. Tiếp đảo 18-9. Và vừa rồi là một pha phát bóng được mệnh danh là gạch đá vào khuôn. Tiếp đảo xếp bóng ra ngoài, điểm thứ 3, 10. Cố gắng cứu bóng. Vừa rồi lại là một pha đập bóng cực kỳ uy lực của các thủ Ngọc Hà. Điểm cho Ngọc Hà gió đẹp, điểm như tiên tảo 19-10. Một pha phát bóng quá khó chịu của Minh Sơn. Điểm cho Ngọc Hà 10-7. Lại là một pha phát bóng chộp nhìn nhau của cầu thủ Ngọc Hà. Rất tiếc cho pha xử lý vừa rồi của mình, của Văn Hải, bóng không qua lưới, điểm cho Ngọc Hà 11-7. Một pha đánh bóng rất nguy lực của Văn Hải, tuy nhiên không thể vượt qua được Phan Trắng bên phía Ngọc Hà. Điểm cho Ngọc Hà 12-7. Đẹp bóng đẹp. Điểm tiếp theo là 20-10. Những phút vừa qua thì sức gió trên sân có vẻ hơi tăng. Và vừa rồi là một pha đánh bóng bàn tay trắng của cầu thủ Phương Sơn. Điểm cho Ngọc Hà 13-7. Điểm 11. Xin mời hai đội trưởng vừa ký về bảng trận đấu. Như vậy là Tiên Tảo thắng Ba Hàng. Như vậy là 2-0.